Thưa quý vị, nhằm xây dựng văn hóa giao thông cho đoàn viên thanh niên cũng như nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng chống dịch, Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai thực hiện mô hình tiếng loa thanh niên tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống COVID-19 tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Mô hình được triển khai tận các cấp cơ sở, thu được những hiệu ứng tích cực từ cộng đồng. Tiếng loa thanh niên là mô hình đã được các cấp cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố duy trì từ năm 2020 đến nay. Trong các đợt thành phố thực hiện giãn cách xã hội, mô hình này đã phát huy hiệu quả trong tuyên truyền phòng chống dịch tại các khu dân cư. Phát huy mô hình trong tình hình mới, các quận huyện đoàn tiếp tục duy trì các đội tình nguyện này nhằm tuyên truyền về luật an toàn giao thông cũng như các biện pháp phòng chống COVID-19 tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Quận đoàn Hải Châu đã chỉ đạo ban thường vụ đoàn 13 phường triển khai tiếp tục duy trì mô hình tiếng loa thanh niên, lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống dịch, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền vào các khu dân cư kiệt hẻm. Mô hình đã nhận được sự đánh giá cao của bà con nhân dân cũng như các cấp chính quyền. Mỗi ngày, các đội hình tình nguyện chia làm 2 ca để tuyên truyền sáng từ 7 đến 9 giờ, chiều từ 16 đến 18 giờ, đến tận từng ngõ, kiệt, hẻm, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, các quy định về xử phạt các vi phạm liên quan đến phòng chống dịch để người dân không chủ quan lơ là với dịch bệnh. Theo tôi thấy là cái đó là rất là tốt, là vì nếu mà mình xe mà đi quy tắc là đi họ đi thì mình nghe không rõ, nhưng mà các em để một cái loa ngay chỗ khu dân cư thì tôi thấy rất là hay, và cái mô hình đó thì ở khu dân cư tôi cũng rất thích. Hiện mô hình tiếng loa thanh niên đã được triển khai rộng khắp tại các quận huyện, xã phường trên địa bàn. Các thông tin về an toàn giao thông, công tác phòng chống dịch thường xuyên được cập nhật trong các bản ghi âm để kịp thời truyền tải đến người dân. Theo Thành đoàn Đà Nẵng, trong bối cảnh thích ứng mới, các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp tục được tổ chức duy trì một cách linh hoạt, thiết thực đóng góp vào công tác phòng chống dịch tại địa phương.